เอเดี๋ยวเรามา
hiệu của Thế Âm Bồ Tát, thời giao gầy của người cầm liền gầy từng cúng mà chẳng có còi. Cùng lao sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muôn đến hài người nghe người xung dân hiệu của Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ vừa đó mà nhìn người muốn lại làm hài đường giàu lại. Yeah, I don't know.
phương giả đàng độ thoát liền hiện thân tướng giả mà vì đó nói pháp người đang dùng thân cư sĩ đàng độ thoát liền hiện mà vì đó nói pháp người đang dùng thân thể quan đàng độ thoát liền hiện thân thể quan mà vì đó nói pháp thân bà la môn đàng độ thoát liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp người đang dùng thân thì bà di đàn đồ thoát liền niệm thân thì kéo tỳ kéo ni hương bà tăng hương bà di mà vì đó nói pháp thân phụ nữ của đường giả cư sĩ tế quan bà la môn đàn đồ thoát liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp thân đồng nam đồng nữ đàn đồ thoát liền niệm thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp người đã dùng thân đời lòng giả dường quan thế âm bồ tát liền mở chuỗi ngọc mà bằng các châu bảo nơi cổ giá trị tấm ngàn lạng vàng quan thế âm mà nói rằng xin ngài nhận chuỗi đến bảo pháp thị này khi ơi quan thế âm bồ tát chẳng chịu nhận chuỗi ngài vô tận ấy lại thưa cùng rằng xin ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc mà này bây giờ phần bảo quan thế theo tiếng từng bỏ đi
tham tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thường nguyện thường chi mang thường xa thân tình không nhớ về những phá các tội cảm soi sàn thế gian lòng bi răng như sớm đi từ diệu dường mây soi mưa phá ba cảm đồ dừng ở đường lửa phiền hào chỗ quán công quân tầng xa xe do sân niệm quán công Yeah.